Tử vi tuổi Bình Ngọ 1966 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Bính Ngọ nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn và giúp mọi việc được hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ trong năm 2022. Tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là những người thông minh, lành lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách của họ rất mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Họ cũng là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn. Chính vì thế mà họ được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, theo kênh Phong thủy Gia Cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng, đón nhận ý kiến của mọi người, trở nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc. Trong năm 2022, về địa chi, Ngọ gặp Dần bình ổn trên nhiều phương diện, còn về thiên can thì các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2022, đó là Bính Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, các bác tuổi Bính Ngọ sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý và cẩn thận nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Tháng may mắn năm 2022 của các bác tuổi Bính Ngọ là tháng 6 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tuổi hợp là tuổi Nhâm Dần 1962, Sắp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970 và Nhâm Tuất 1982. Trong năm 2022, các bác trai tuổi Bính Ngọ gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức Tinh Quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, sẽ gặp nạn liên quan đến sông nước. Khi gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Còn với các bác gái tuổi Bính Ngọ trong năm sẽ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp.
khi gặp sau này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được với nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sau này tốt cho cả nam và nữ. Tuy nhiên sau mộc đức hay còn gọi là mộc đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, khi gặp mộc đức sẽ trở ngại ở tiền vận nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi, an toàn. Đặc biệt việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và dài hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau dài hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau dài hạn, thầy Gia Cát có thể tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau dài hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Bính Ngọ hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy, được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Bính Ngọ năm 2022 cần cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Tý, tức tháng 12 âm lịch, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Bính Ngọ, và những ngày này gia chủ cần hết sức chú ý đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Và những ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung các bác Bính Ngọ không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với các bác tuổi Bính Ngọ trong năm 2022 sắp tới, sự nghiệp gần như bỏ lại vì hầu hết các bác đã thành thơi hoặc làm ít dần do sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu các bác vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng các bác đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, các bác nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho các bác. Các bác chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Bính Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc, xét vận trình tài lộc của năm Nhâm Dần cho thấy họa phá tài đang ập đến. Các bác tuổi Bính Ngọ xui xẻo hết lần này, tổn thương hết lần khác, khiến tiền bạc hao tổn. Các bác không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí có thể là do bị phạt, do tiêu dùng, cho việc quá tay chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chia sẻ, chờ các bác tuổi Bính Ngọ phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong đầu. Chính vì vậy, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Bính Ngọ hãy mang bên mình bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn canh ghét, rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, sự nghiệp và làm ăn, đầu tư trong năm 2022. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo, trong năm 2022, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ với các bác tuổi Bính Ngọ. Các bác cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời của mình. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi hai người giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Dù sao, bác và người bạn đời của mình đã sống với nhau trọn đời, vì vậy hai người đã biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau.
Ngoài ra, trong thời điểm này, trong gia đình của các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, các bác hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình nhà mình. Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, các bác hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực sẽ giúp tam hợp khí, sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc hơn. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho các bác. Thứ tư về mặt sức khỏe, tử vi năm 2022 cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có một chút khó khăn với các bác tuổi Bính Ngọ. Đây rằng ở tuổi này sự nghiệp, sức khỏe của các bác đang dần suy yếu do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu cho các căn bệnh tuổi già. Nhưng là do các bác chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số bác vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc. Cho nên các bác cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Đồng thời chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Đặc biệt, các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an. Đặc biệt, ngoài những vật phẩm phát huy tác dụng tốt, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Bính Ngọ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Bính Ngọ trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Bính Ngọ năm 2022 gặp phải hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thiên tinh phải mắc sạn tai, ngục hình. Đó nghĩa là thiên tinh hát sao xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Ngộ độc thực phẩm không có điều trị ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Khi gặp phải hạn này, sức khỏe ngày một suy yếu, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Không như vậy, khi gặp hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng vướng vào vòng tù ngục, tội phạm, tay bay vạ gió bị người khác vu khống hãm hại. Còn với các bác gái tuổi Bính Ngọ trong năm nay sẽ gặp phải hạn tam kheo, là hạn so xấu chưa về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay, chân. Không như vậy, khi gặp được hạn này, không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai, gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ dàng tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, để người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt là khi gặp giới hạn này, chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí bát bảo, tâm kinh, bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chữa vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.